Mỗi số phận, một mảnh đời. Hẳn quý vị và các bạn còn nhớ em Nguyễn Thị Bình. Những ngày cuối của năm 2007, khi được giải cứu ra khỏi quán phở của vợ chồng Phương Đức ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, Bình là tâm điểm của dư luận bởi không ai dám mường tượng trong xã hội văn minh này lại có kiếp sống nô lệ như thế. 14 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình, Bình lưu lạc đến chốn ấy. Những gì nhận được sau 13 năm làm thuê là hàng trăm vết sẹo do vợ chồng Phương Đức hành hạ dã man. Đã có lần, Bình bị bà chủ dùng dao đâm vào ống chân, bị ông chủ dùng kìm kẹp vào sườn. Giờ đây, sau 5 năm, di chứng trên thân thể em vẫn còn, nhưng trên khuôn mặt Bình đã xuất hiện nụ cười viên mãn. Cũng là rửa bát, nhưng thay vì cực hình đầy đọa, đây lại là niềm vui sống. Dấu vết của những tháng ngày cùng cực vẫn còn đây. Hồi ấy, Bình là nô lệ. Lúc này, Bình đã là người mẹ trẻ, bên chồng con. Dấu vết còn lại của quá khứ là những vết sẹo mờ và nỗi ám ảnh. Lắm lúc mơ mà thấy cũng hoảng sợ, lắm lúc cũng hét ầm lên, nhưng mà khi lúc tỉnh lại chỉ là một giấc mơ thôi. Bởi vì những cái ám ảnh này nó không thể nào nó hết được. Nó tuy rằng ngày tháng nó trôi đi nhưng mà cái nỗi ám ảnh này nó vẫn in một cái gì đó ở trong đầu. Chắc rằng theo thời gian những ám ảnh ấy sẽ hết, bởi bên em là hạnh phúc. Chồng Bình, anh Lý Trung Tuyến, vốn là người dân tộc Nùng, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp đại học và đã từng bôn ba kiếm sống ở nước ngoài. Qua báo chí, những hình ảnh đáng thương của Bình đã khiến Tuyến động lòng. Thương, cảm mến, rồi yêu. Năm 2011, hai người làm đám cưới. Thiên thần nhỏ này là sự thăng hoa của cảm xúc. Trong tổ ấm hạnh phúc của họ ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, Nam Định, luôn có bóng dáng của người đàn ông này, là ân nhân, cũng là ông Tơ, bà Nguyệt. Là Việt Kiều trở về nước làm ăn, biết chuyện Bình, ông đến thăm, gặp Tuyến ở đấy, ông Minh bảo, hai đứa thương nhau, về đây ông sẽ giúp. Xa quê nhiều năm, tiền bạc, ông Minh chẳng thiếu, giờ ông coi gia đình Bình là con, là cháu. Thì mình nghĩ rằng tốt nhất ấy là các cháu phải chọn cho mình một hướng đi tốt. Đấy. Và nếu mà sự ổn định mới lâu dài, phải có nhà cửa đàng hoàng, thì lúc bây giờ thì tất nhiên là các cháu chọn được một cái nếp sống ổn định trong cuộc đời mình. Đấy. Cuộc sống còn nhiều điều phải làm. Vợ chồng Bình rồi cũng phải đứng trên đôi chân của mình. Tuyến bảo dù phải đi hàng triệu bước nữa, nhưng vì vợ con, em sẽ bước. Không phải bỗng dưng tạo hóa sinh ra con người với đủ ái ố hỉ nộ. Vượt qua được tất cả sẽ là bến bờ hạnh phúc. Âu cũng là người với người sống để yêu nhau. Chắc rằng miền đất lành này sẽ là nơi kết thúc có hậu cho một mảnh đời đã chịu nhiều éo le.